Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại làng Quế Tây, huyện Kỳ Môn, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Trong cuộc sống, có lẽ chúng ta từng thấy người làm cha mẹ hết lòng chăm sóc bảo vệ con cái. Điều này rất là phổ biến và nó như là một quy luật trong xã hội rồi phải không ạ? Và trong cuộc sống, cũng có rất nhiều người con cái hiếu thuận, luôn yêu thương và gánh vác mọi thứ vì cha mẹ. Đặc biệt trong vụ án ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy một nhân vật mà những gì anh ấy phải chịu đựng trong suốt 9 năm từ khi còn là một đứa trẻ để bảo vệ người thân của mình. Những giày vò, dây dứt và cay đắng đó thực sự quá mức chịu đựng của một con người bình thường. Khi vụ án này trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc, họ đã gọi nó là vụ án làm nổi bật lên sự hiếu thuận đến mức lay động lòng người. Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Giải Mã Kỳ Án, để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Tối ngày 9 tháng 1 năm 2012, Trung tâm Chỉ huy Công an huyện Kỳ Môn nhận được tin báo từ người dân. Có một người đàn ông dùng dao tấn công khiến hai người bị thương. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ án và xe cấp cứu đã đưa hai người bị thương đến bệnh viện để cấp cứu, đồng thời tiến hành truy lùng đối tượng hành hung người khác. Hai nạn nhân tuy bị thương tích nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Nạn nhân nữ tên là Kha Ái Tân, 40 tuổi, một người dân sống ở làng Quế Tân. Theo như lời khai của Kha Ái Tân, vào ngày xảy ra vụ việc, cô ta từ làng Quế Tân đến đây để giúp con trai mình trông coi cửa hàng. Lúc đó Hồ Thụ Khôn tình cờ đi ngang nên ghé qua và ngồi trong cửa hàng một lát. Không ngờ sau khi nói chuyện, khi Hồ Thụ Khôn vừa bước ra khỏi cửa hàng định đi về, thì từ đâu có một người đàn ông lạ mặt lao vào, dùng dao chém liên tiếp vào đầu và mặt anh ta, khiến Hồ Thụ Khôn luống cuống bỏ chạy. Kha Ái Tân đứng ngay gần đó, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, nhanh chóng chạy tới, ghi lấy tay kẻ tấn công để can ngăn giúp nạn nhân bỏ chạy. Nhờ vậy, Hồ Thụ Khôn đã chạy thoát. Nhưng hành động của Kha Ái Tân đã khiến kẻ tấn công nổi điên. Hắn lập tức vòng lại, đuổi theo cô vào trong cửa hàng, dùng dao tấn công Kha Ái Tân. Theo mô tả của những người chứng kiến, kẻ tấn công rất hung ác và gần như muốn giết người. May mắn là Kha Ái Tân nhanh trí chạy vòng quanh các kệ hàng nên chỉ bị những vết chém sượt qua, không quá nghiêm trọng. Lúc này, những người đi đường gần đó đã nghe thấy tiếng kêu cứu, tụ tập xung quanh và bấm số gọi cho cảnh sát. Thấy tình thế không ổn, kẻ tấn công lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát huyện Kỳ Môn, tỉnh An Huy đã lập tức cử lực lượng cảnh sát đến hiện trường vụ án để tiến hành điều tra. Tuy nhiên, trước khi cảnh sát kịp điều tra được tung tích của kẻ lạ mặt, thì anh ta đã tự nguyện ra đầu thú ngay vào ngày thứ hai sau vụ tấn công. Người đàn ông này đã tới đồn cảnh sát và nhận tội dùng dao làm bị thương người khác, nhưng đồng thời giận dữ cho rằng mọi việc mình làm đều do Kha Ái Tân mà nên. Thì ra, người gây án này tên là Phùng Lương Triệu, anh ta là chồng của Kha Ái Tân. Nhưng tại sao mà cả Kha Ái Tân và Hồ Thụ Khôn lại không tố cáo anh ta? Kể cả trong khi Hồ Thụ Khôn không biết người tấn công mình là ai, thì chắc chắn Kha Ái Tân cũng phải nhận ra người đã tấn công là chồng mình. Vậy tại sao trong lời khai của cô ta lại chỉ nói là một người đàn ông lạ mặt? Cô ta che giấu việc này vì vấn đề tình cảm gia đình hay vì uẩn khúc gì khác? Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện với lời thú tội ở đồn cảnh sát của Phùng Lương Triệu. Anh ta là một tài xế đường dài. Và một đêm cách đây không lâu, Phùng Lương Triệu đi làm và trở về nhà sớm hơn mọi khi. Anh ta mua cho vợ một món quà, muốn tạo cho vợ mình điều bất ngờ. Nhưng thay vào đó, anh lại nhận được một điều bất ngờ khác còn to lớn hơn. Khi đêm hôm đó, tại nhà mình, anh ta thấy vợ mình đang ôm ấp người đàn ông khác. Phùng Lương Triệu rất tức giận. Nhưng vì vốn là người trọng thể diện nên anh ta vẫn kìm chế và không làm lớn chuyện ngay tại chỗ, vì sợ hàng xóm biết chuyện nhục nhã của gia đình. Nhưng cơn giận dữ vì được vợ mình tặng cho một cặp sừng như thế thì khó mà nguôi ngoài. Nên vào ngày 9 tháng 1 là ngày xảy ra vụ tấn công đó các bạn, Phùng Lương Triệu đã đi theo Hồ Thụ Khôn suốt chặng đường, định tìm cơ hội ở chỗ vắng vẻ sẽ dạy cho tên này một bài học, để xem sau này anh ta có dám chạm vào vợ người khác nữa không. Nhưng sự việc này lại khiến Phùng Lương Triệu một lần nữa đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, khi thấy Hồ Thụ Khôn đã đến thẳng cửa hàng của con trai Kha Ái Tân. Ở đây, Kha Ái Tân và Hồ Thụ Khôn trò chuyện vô cùng vui vẻ. Chứng kiến cảnh trước mắt, chưa đầy một tuần,
Phùng Lương Triệu được vợ bổ sung canxi hai lần như thế, nên vốn đang giận dữ thì giờ anh ta nổi cơn thịnh nộ. Vì vậy, anh ta lập tức mua một con dao, rồi lao về phía tình địch vừa lúc Hồ Thụ Khôn bước chân ra khỏi cửa hàng. Nếu Kha Ai Tân không ngăn chặn anh ta lại, Hồ Thụ Khôn có khả năng đã mất mạng. Vậy là hai người bị thương, kẻ gây án đã ra đầu thú. Tại thời điểm này, mọi thứ đều rõ ràng. Phùng Lương Triệu biết vợ lừa dối mình nhiều lần, nên anh ta tức giận, dùng dao để hành hung vợ và tình nhân. Đây được kết luận là vụ án gây thương tích do mâu thuẫn gia đình. Mọi việc tưởng chừng như đến đây là kết thúc và chỉ là một vụ án gây thương tích đơn giản. Nhưng chỉ vài ngày sau khi vụ việc kia xảy ra, một thanh niên tên Vương Kiến Hoan, 18 tuổi, anh ta đến đồn cảnh sát để trình báo về việc cha dượng chém bị thương mẹ mình là Kha Ai Tân và muốn nói về một bí mật đã bị chôn vùi nhiều năm trong lòng anh ta. Đó là một ký ức dây dứt và đau khổ đã kìm nén suốt 9 năm trời, từ khi Vương Kiến Hoan còn là một đứa trẻ. Anh ta rất thương và luôn cố gắng bảo vệ mẹ, nhưng mẹ luôn nhường nhịn, cam chịu trước người cha dượng vũ phu. Lần này còn bị chém thương tích. Không còn cách nào khác, Vương Kiến Hoan quyết định sẽ trình báo sự việc mà anh ta cho rằng là căn nguyên mọi sự nhẫn nhịn của mẹ. Theo câu chuyện của chàng trai trẻ Vương Kiến Hoan, chúng ta ngược dòng thời gian quay trở lại năm 2003, ở ngôi làng nhỏ có tên Quế Tây, huyện Kỳ Môn, tỉnh An Huy. Đây là một ngôi làng cổ kính có lịch sử hàng nghìn năm nằm trên núi. Dân số khoảng 1.300 người đã sinh sống ở đây qua nhiều thế hệ, cuộc sống rất yên bình. Ngày 28 tháng 1 dương lịch là ngày mà Vương Kiến Hoan, khi đó là một cậu bé 9 tuổi, cả đời không bao giờ quên được. Hôm đó cũng là ngày 26 tháng 12 âm lịch, khi mà Tết đang đến rất gần, mọi nhà đều hòa mình vào không khí vui vẻ. Dân làng đã dừng công việc đang làm và bắt đầu chuẩn bị sắm đồ Tết đón năm mới. Tuy nhiên, cha của cậu bé là Vương Thụ Lân vẫn đi lên núi đi làm như mọi khi. Lúc đó, Vương Thụ Lân 33 tuổi. Người đàn ông chăm chỉ này là trụ cột gia đình và là người gánh vác duy nhất của cả nhà. Anh có cha mẹ già cần phụng dưỡng, người vợ hay đau ốm, không làm được việc nặng và cậu con trai 9 tuổi đang ở độ tuổi ăn, tuổi lớn. Mọi gánh nặng nuôi sống gia đình đều đổ lên đôi vai của anh. Vương Thụ Lân mở một quán ăn nhỏ ở gần cổng làng và để vợ là Kha Ai Tân trông coi vì sức khỏe của cô không thể làm nổi việc đồng áng. Tình hình tài chính của nhà họ Vương luôn rất eo hẹp. Hai vợ chồng Vương Thụ Lân thay nhau trông coi cửa hàng. Ngoài thời gian đó, anh ta còn lên núi đào măng, đem bán để tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Vào sáng sớm ngày 28, Vương Thụ Lân lại đeo sọt lên lưng, đi lên núi mang theo đồ ăn mà Kha Ai Tân đã chuẩn bị cho anh như thường lệ. Trên đường đi, nhiều người dân làng nhớ lại, vẫn thấy Vương Thụ Lân khỏe mạnh và vui vẻ chào hỏi những người quen trên đường. Tuy nhiên, chiều tối hôm đó, người ta đã tìm thấy Vương Thụ Lân trên người nhiều thương tích xước sát, nằm gục trên con đường dẫn vào làng. Nơi mà Vương Thụ Lân gặp nạn có một sườn đồi rất cao, có nhiều tảng đá lớn. Sau trận mưa đêm hôm trước, đất đá ẩm ướt và chân trượt. Trước đây, từng có nhiều người bị trượt ngã, xảy ra tai nạn ở khu vực này. Vì vậy, những người dân làng tin rằng Vương Thụ Lân đã bị trượt ngã từ sườn đồi xuống, nên nhanh chóng thông báo cho gia đình họ Vương và lấy xe chở đưa Vương Thụ Lân đến bệnh viện cấp cứu. Thật không may, trên đường đến bệnh viện, Vương Thụ Lân đã chết vì vết thương quá nặng. Vương Thụ Lân là một người hiền lành có tiếng ở làng. Anh ta là người trung thực, chăm chỉ và tốt bụng, hầu như không có thói quen xấu. Cái chết đột ngột của anh ta khiến mọi người ai cũng tiếc thương. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến không ai nghi ngờ gì về tai nạn này. Dù sao, Vương Thụ Lân thực sự không có kẻ thù, thậm chí là không có hiềm khích nhỏ với bất cứ ai. Sau đó, Vương Thụ Lân được mai táng theo phong tục địa phương. Ngay cả cha mẹ của anh cũng chưa từng nghi ngờ cái chết của người con trai xấu số. Đó là cái Tết buồn bã nhất của gia đình Vương Kiến Hoan. Cái chết của người cha từ khi còn nhỏ đã tác động rất tiêu cực đến tâm lý của Vương Kiến Hoan. Giống như mẹ và ông bà, cậu bé đã chìm đắm trong nỗi đau buồn như vậy suốt một thời gian dài. Nhưng Vương Kiến Hoan nghi ngờ nguyên nhân cái chết của cha mình. Bởi ngay trước khi cha mình đột ngột qua đời, Vương Kiến Hoan đã thực sự chứng kiến nhiều điều bất thường mà chỉ có một mình cậu bé này mới biết. Và những suy nghĩ và nghi ngờ như một tảng đá lớn đè lên ngực đứa trẻ 9 tuổi mỗi ngày. Theo ký ức mơ hồ của Vương Kiến Hoan kể với cảnh sát, gần 10 năm trước, khi đó còn ở căn nhà cũ, cha của cậu bé thường ở lại quán ăn để nấu nướng, chuẩn bị đồ ăn từ 3 giờ sáng, để xong xuôi mọi thứ, và buổi sáng mẹ của anh ta chỉ việc bán hàng. Sau đó, cha anh ta sẽ lên núi kiếm măng. Vì vậy, ở nhà chỉ có mẹ và Vương Kiến Hoan. Trong nhiều đêm, khi đang lơ mơ ngủ, cậu bé nghe tiếng mở cửa và thấy có người bước vào nhà. Mà các bạn biết đấy, buổi tối trước khi tắt đèn đi ngủ, cửa nhà sẽ khóa từ bên trong để đảm bảo an toàn đúng không ạ?
Điều này có nghĩa là nếu cánh cửa được mở trong khi nhà chỉ có hai mẹ con, thì rõ ràng cửa đã được người mẹ chủ động mở ra. Nhưng Vương Kiến Hoan đoán được, bóng đen kỳ lạ đi ngang qua nhất định không phải là cha mình. Mặc dù lúc đó Vương Kiến Hoan mới 9 tuổi, nhưng cậu bé đã hiểu những gì cần phải hiểu. Vương Kiến Hoan lờ mờ nhận ra rằng mẹ mình có thể đã phản bội cha mình, và mẹ có mối quan hệ mờ ám với người xa lạ nào đó hay xuất hiện lúc nửa đêm. Tuy nhiên, Vương Kiến Hoan là một đứa trẻ khôn ngoan và hiểu chuyện. Để giữ gìn gia đình trọn vẹn, Vương Kiến Hoan đã chọn cách giấu kín nó trong ký ức đau đớn của mình. Mỗi lần mẹ mở cửa gặp người lạ kia, Vương Kiến Hoan đều giả vờ ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ chuyện ngoại tình của mẹ, còn một điều nữa mà Vương Kiến Hoan vẫn âm thầm giữ kín trong lòng, đó chính là một túi bánh hồng vào chiếc ngày xảy ra mất mát lớn nhất cuộc đời anh. Ngày 27 tháng 1 năm 2003, chỉ một ngày trước khi thảm kịch xảy đến, Vương Kiến Hoan nhìn thấy trên bàn ăn có một chiếc túi màu trắng. Bên trong có những chiếc bánh hồng mà cậu bé yêu thích. Nhưng ngay khi Vương Kiến Hoan vừa đưa tay lấy một cái, Kha Ai Tân, người mẹ luôn chiều chuộng và mua cho cậu bé bất cứ thứ gì cậu muốn ăn, đột nhiên giật vội lấy chiếc túi và bước ra ngoài, không đưa cho cậu bé chiếc nào. Nhưng ngày hôm sau, những chiếc bánh hồng đó xuất hiện trong món ăn mẹ chuẩn bị cho người cha của Vương Kiến Hoan. Vậy là ký ức về việc mẹ ngoại tình, bóng người kỳ lạ xuất hiện ban đêm, túi bánh hồng mà mẹ chuẩn bị cho bố trong ngày định mệnh đó, cùng hình ảnh người cha co quắp, khắp người thương tích, miệng trào máu và bọt trắng. Những hình ảnh đó quay cuồng trong hồi ức của đứa trẻ mồ côi cha. Theo thời gian, khi Vương Kiến Hoan khôn lớn dần, những mảnh ghép đó chắp nối lại, trở thành những nghi ngờ dày vò Vương Kiến Hoan. 9 năm trôi qua, người thanh niên này chưa bao giờ tâm sự với ai những bí mật mà anh ta chôn giấu, cũng như chưa bao giờ đề cập với gia đình mình về suy đoán rằng cha anh có thể đã bị chết vì bị sát hại. Tất nhiên, những nghi ngờ trong nội tâm của Vương Kiến Hoan không hề được xoa dịu theo thời gian. Trái lại, càng khôn lớn thì những suy nghĩ này càng dày vò anh hơn vì cái chết oan khuất của người cha hiền lành. Ngày 12 tháng 1 năm 2012, sau 9 năm, Vương Kiến Hoan cuối cùng cũng bước vào đồn cảnh sát và báo cáo rằng cha anh là Vương Thụ Lân có lẽ đã bị sát hại vào năm đó. Và sở dĩ anh ta đột nhiên quyết định tiết lộ bí mật này, một phần nữa là do cha dượng Phùng Lương Triệu dùng dao gây thương tích cho mẹ. Gia đình Phùng Lương Triệu và Vương Thụ Lân thực ra là hàng xóm, chỉ cách nhau một bức tường. Hai gia đình có mối quan hệ rất tốt. Như mình đã kể ở đoạn đầu video, sức khỏe của Kha Ai Tân không tốt, nên việc kiếm tiền và các công việc đồng áng nặng nhọc đều do Vương Thụ Lân gánh vác. Vì vậy, kể từ khi Vương Thụ Lân không may ra đi, hoàn cảnh vốn đã nghèo khó của gia đình họ Vương lại càng trở nên tồi tệ hơn. Đặc biệt là Kha Ai Tân, cô ta chật vật xoay sở nuôi con. Trong tình huống tồi tệ như vậy, Phùng Lương Triệu đã ngỏ lời về việc hai người về chung một nhà. Phùng Lương Triệu là một người đàn ông khỏe mạnh và chăm chỉ. Vợ anh ta mất từ rất sớm và anh ta một mình nuôi con gái. Anh ta muốn ghép hai gia đình tan vỡ này lại và nói rằng bằng cách này cả hai người có thể chăm sóc lẫn nhau và một gia đình trọn vẹn cho sự phát triển của hai đứa trẻ. Không chỉ vậy, Phùng Lương Triệu còn hứa nhất định sẽ coi Vương Kiến Hoan như con ruột của mình và sẽ chăm sóc hai mẹ con thật tốt. Tuy nhiên, cuộc sống mà các bạn, hứa thật nhiều thì cũng thất hứa thật nhiều. Sau khi tái hôn với Phùng Lương Triệu, Kha Ai Tân có cuộc sống không hề tươi đẹp như mong đợi, mà như địa ngục trần gian. Phùng Lương Triệu là một người vũ phu và bốc đồng. Sau khi kết hôn, anh ta và Kha Ai Tân thường xuyên cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, xô xát là chuyện thường tình. Và vì khoảng cách sức lực khác biệt, hầu hết các cuộc xung đột trong gia đình đều kết thúc bằng việc Kha Ai Tân phải chịu một trận đòn bầm dập. Ban đầu, Vương Kiến Hoan được mẹ gửi về và sống ở nhà ông bà ngoại. Nhưng khi biết được hoàn cảnh khốn khổ của mẹ mình, Vương Kiến Hoan khi đó 16 tuổi quyết định đến ở bên cạnh mẹ mình với hy vọng bảo vệ mẹ khỏi những trận đòn roi của cha dượng. Nhưng Vương Kiến Hoan chưa bao giờ có thể giảm bớt được sự bạo lực của Phùng Lương Triệu, mà dường như ngứa mắt với con riêng của vợ, những trận đòn càng gia tăng. Không thể chịu đựng được nữa, chàng trai trẻ đã chọn cách thách thức cha dượng. Anh thẳng thừng cảnh cáo Phùng Lương Triệu không được đánh đập mẹ mình nữa và khuyên mẹ từ bỏ cuộc hôn nhân này. Nhưng ngay khi đó, Phùng Lương Triệu cười khẩy, sau đó ghé sát mặt Vương Kiến Hoan nói một câu khiến đến giờ anh ta vẫn cảm thấy lạnh sống lưng mỗi khi nhớ lại. Nếu mẹ mày dám rời bỏ tao, tao sẽ nói cho ông bà nội mày một bí mật. Mặc dù Phùng Lương Triệu không nói rõ đó là gì, nhưng một lần nữa những ký ức cũ lại đổ về và Vương Kiến Hoan nhận ra rằng cha dượng có lẽ đang ám chỉ về bí mật cái chết của cha mình. Nếu cái chết của cha có liên quan đến mẹ và Phùng Lương Triệu nắm lấy điểm yếu này để thao túng mẹ thì cũng rất hợp lý. Bởi vì kẻ như Phùng Lương Triệu
vừa xấu xa, vừa hung bạo. Tại sao mẹ không ly hôn càng sớm càng tốt và thoát khỏi địa ngục trần gian này, mà thay vào đó lại tiếp tục nhẫn nhịn và chịu đựng hắn? Sau đó, như lần trước, để bảo vệ mẹ mình, Vương Kiến Hoan lại một lần nữa chọn cách giả câm, giả điếc cho gia đình, cho tới khi sự tàn bạo của Phùng Lương Triệu lên tới đỉnh điểm, khiến tính mạng và sức khỏe của Kha Ái Tân gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Lần này, Vương Kiến Hoan cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Với tư duy trưởng thành, anh nhận ra rằng sự đau đớn và nhẫn nại của mẹ mình phần lớn là do bị Phùng Lương Triệu thao túng. Nếu sự thật được phơi bày, liệu mẹ có thể chút bỏ gánh nặng và thoát khỏi con ác quỷ này không? Bên cạnh đó, người cha hiền lành của anh đã qua đời không rõ nguyên nhân cũng cần một lời giải thích và có thể đòi lại công lý cho cha. Tuy nhiên, bình thường như bạn đã biết, việc điều tra một vụ án mạng vốn đã nhiều khó khăn. Đây lại là một vụ nghi án giết người đã xảy ra nhiều năm trước. Thật sự không dễ dàng. Cách đây gần 10 năm, vào thời điểm đó, Vương Kiến Hoan là một đứa trẻ. Và ngoài những ký ức mà anh ta nhớ lại, thì gần như không có bất kỳ bằng chứng nào khác. Cảnh sát hình sự của Cục Cảnh sát huyện Kỳ Môn đã tới khu vực sinh sống của nạn nhân Vương Thụ Lân và bắt đầu họ đi kiểm tra khu vực nạn nhân gặp nạn, xem có thể tìm thấy bất kỳ điều gì nghi vấn không. Sau khi điều tra, quả thật khu vực này có nhiều người trượt ngã, gặp nạn khi đi từ trên dốc xuống, nhưng chỉ bị thương tích chứ chưa có vụ nào mất mạng. Vụ tai nạn của Vương Thụ Lân là vụ duy nhất xảy ra nghiêm trọng như vậy. Chưa kể theo như nhân chứng là một người đàn ông 60 tuổi kể lại, ông ta gặp nạn nhân lúc bên kia ngọn đồi, chỉ khoảng 30 phút trước khi nạn nhân gặp nạn. Khi đó, ông ta đang đốn củi, thì Vương Thụ Lân đeo sọt đựng măng đi qua, liền dừng lại chào hỏi và đưa cho ông ta một điếu thuốc. Sau đó, hai người có ngồi nói chuyện vài phút và hút thuốc với nhau. Nhân chứng này còn cho biết, khi đó, sọt đựng măng của Vương Thụ Lân không nhiều, chỉ khoảng nửa sọt. Anh ta còn nói trời lạnh nên ít măng, nhưng được giá cao do sắp tới Tết cổ truyền. Nếu chăm chỉ đi đào măng thì cũng có một khoản kha khá sắm Tết và mua cho đứa con trai bộ quần áo mới. Vào thời điểm đó, Vương Thụ Lân chỉ mới 33 tuổi, lại là người có sức khỏe mạnh mẽ, sọt măng trên lưng không quá nặng, chỉ khoảng 15 cân. Do đó, dù anh ta có ngã, cũng không thể gây ra thương tích nghiêm trọng và tử vong trong thời gian ngắn như vậy. Sau đó, cảnh sát đã phỏng vấn những người dân làng đã đưa Vương Thụ Lân đi cấp cứu. Những người chứng kiến kể lại, khi phát hiện Vương Thụ Lân nằm úp mặt xuống đất, đầu chảy máu, hai tay bấu chặt xuống đất, miệng trao bọt trắng, cơ thể vẫn còn co giật. Kết hợp với lời kể của Vương Kiến Hoan về việc thấy cha mình có máu và bọt trắng ở khóe miệng trước khi qua đời, cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ rằng Vương Thụ Lân có thể không chết do tai nạn mà là bị đầu độc. Nhưng điều quan trọng là cần tìm ra bằng chứng cụ thể. Trong khi thời gian kể từ khi vụ án xảy ra đã quá lâu, vậy chỉ còn một con đường là mở quan tài để khám nghiệm xác. Nhưng như chúng ta đều biết, người Á Đông chúng ta đều đặc biệt rất quan trọng việc tâm linh sau khi chết. Thậm chí có quan điểm cho rằng sống chỉ là cõi tạm, sau khi chết về cõi vĩnh hằng và người chết phải được an nghỉ. Nhưng những người dân làng có tư tưởng truyền thống, làm sao họ có thể chấp nhận việc khai quật lại một người đã chết 9 năm? Quả nhiên, khi cảnh sát đề nghị mở quan tài để khám nghiệm tử thi, cả làng Quế Tây lập tức xôn xao, mọi người bàn tán, tra hỏi. Cha mẹ già của Vương Thụ Lân kiên quyết phản đối. Tuy nhiên, Vương Kiến Hoan hiểu rõ rằng, để tìm ra sự thật và tìm lại công lý cho cha mình, chỉ có cách duy nhất là làm như vậy. Vì điều này, người thanh niên đã quỳ gối cầu xin và thuyết phục ông bà nội của mình để xin họ đồng ý cho khai quật thi thể của Vương Thụ Lân. Ngày 17 tháng 2 năm 2012, trước sự chứng kiến của rất đông dân làng Quế Tây, Vương Kiến Hoan thắp hương cho cha mình, tay cầm một chiếc ô đen đã được làm phép. Anh ta đứng ngay gần huyệt mộ, đưa chiếc ô ra che phía trên quan tài với quan niệm là che chắn cho linh hồn của người cha đã chết khỏi ánh sáng mặt trời trực tiếp. Cảnh sát bắt đầu mở quan tài để khám nghiệm tử thi. Xác của Vương Thụ Lân chỉ còn lại xương. Do thời gian đã quá lâu nên độ sai lệch trong xét nghiệm cũng sẽ tăng lên. Để đảm bảo cao nhất tính chính xác và kết quả xét nghiệm, ngoài việc lấy mẫu từ xương của Vương Thụ Lân, các bác sĩ pháp y đã lấy mẫu đất trong quan tài và cả mẫu đất xung quanh để tiến hành kiểm tra. Sau khi thu thập chứng cứ xong, bác sĩ pháp y nhanh chóng rời hiện trường, mang theo các mẫu xét nghiệm về để giám định chuyên môn. Một tuần sau, kết quả kiểm tra đúng như dự kiến. Báo cáo pháp y đã khẳng định có thành phần thuốc diệt chuột từ thi thể và quan tài. Cảnh sát xác định Vương Thụ Lân đã bị đầu độc chết. Họ lập tức đưa Kha Ái Tân về thẩm vấn. Và điều khiến cảnh sát ngạc nhiên là chưa cần phải hỏi gì, có lẽ vì cảm thấy tội lỗi nên Kha Ái Tân đã thú nhận toàn bộ tội ác mà không đưa ra bất kỳ bào chữa nào. 10 năm trước, cô
cô ta đã ngoại tình và tin vào những lời hứa hẹn hão huyền của Phùng Lương Triệu, nên cả hai đã bàn bạc giết chết chồng của cô ta để có thể đường đường chính chính sống với nhau. Thì ra, cái bóng người mà cậu bé Vương Kiến Hoan đã nhiều lần thấy lúc nửa đêm khi 9 tuổi thực ra chính là Phùng Lương Triệu. Vương Thụ Lân vốn là người lương thiện hiền lành, nhưng hàng ngày làm việc từ rạng sáng đến tối mịt để kiếm tiền nuôi sống gia đình, nên có lẽ anh không có nhiều thời gian quan tâm tới tâm tư tình cảm của vợ. Kha Ái Tân là một người phụ nữ thiếu đứng đắn, đã bị thu hút bởi Phùng Lương Triệu, và hai kẻ độc ác này đã bàn tính một kế hoạch ác quỷ. Vào ngày 28 tháng 1 năm 2003, Kha Ái Tân đã bỏ bánh hồng trộn thuốc diệt chuột vào hộp cơm trưa của Vương Thụ Lân. Vương Thụ Lân đã ăn những món ăn do vợ chuẩn bị mà không hề nghi ngờ. Sau đó, trên đường về nhà, anh ta bị trúng độc, kiệt sức trượt chân, ngã xuống sườn đồi và tử vong. Trong phiên tòa xét xử, Kha Ái Tân không kiềm chế được nước mắt, bật khóc, nói những lời xin lỗi và hối hận với bố mẹ chồng và con trai mình. Phùng Lương Triệu và Kha Ái Tân đều bị kết án tù chung thân và tước quyền chính trị suốt đời. Đến tháng 6 năm 2017, vì Kha Ái Tân cải tạo tốt và tỏ ra ăn năn hối cải, cùng với đơn xin giảm án từ bố mẹ chồng và con trai Vương Kiến Hoan, nên Tòa án cấp cao tỉnh An Huy giảm bản án từ chung thân xuống còn 22 năm cho Kha Ái Tân. Sau khi oan khuất của cha mình được làm rõ, Vương Kiến Hoan trút bỏ được day dứt đè nặng trong lòng sau nhiều năm, nhưng lại phải trải qua cảm xúc lẫn lộn và đau đớn khi phải chấp nhận sự thật rằng mẹ đã giết chết cha mình. Tuy nhiên, người con trai lương thiện này đã quyết định tha thứ. Sau khi mẹ anh bị giam giữ, ngoài việc xin giảm án cho mẹ, Vương Kiến Hoan đã viết một lá thư cho Kha Ái Tân, trong đó có một đoạn như sau. Mẹ, dù mẹ đã làm sai, nhưng con không hận mẹ. Con đã mất bố rồi, con không muốn mất thêm mẹ nữa. Hiện tại, điều con mong muốn lớn nhất là mẹ có thể khỏe mạnh trở về và sống cùng với con. Trong vụ án này, mình tin là Kha Ái Tân vô cùng hối hận như cô ta nói, nhưng không thể dùng hai chữ giá như mà quay ngược thời gian sửa chữa sai lầm. Người chồng lương thiện toàn tâm, toàn ý với Kha Ái Tân đã bị cô ta giết chết vì một cuộc tình sai trái và những lời ngọt ngào giả dối mà Kha Ái Tân đã tự tay phá hủy một gia đình đang hạnh phúc, để rồi kết quả là phải sống bên một tên cặn bã, độc ác và hung bạo, đánh đập hành hạ cô ta mỗi ngày. Chỉ có thể nói, sự dày vò tra tấn suốt 9 năm đó mà Phùng Lương Triệu trút lên người Kha Ái Tân đều là nhân quả do chính cô ta tự mình chuốc lấy. Phùng Lương Triệu cũng là một người đàn ông không chỉ vũ phu mà vô cùng độc ác. Hắn là kẻ vụng trộm với vợ người khác, rõ ràng là hành vi sai trái, nhưng lại lập mưu nhằm sát hại chồng của người tình, để rồi những gì hắn có được không gì khác ngoài một người đàn bà lẳng lơ cắm sừng hắn hết lần này đến lần khác. Như mình đã từng nói ở những video khác, tất cả những mối quan hệ sai trái ngay từ đầu thì rất khó có kết quả tốt đẹp, và với một kẻ không ra gì như Phùng Lương Triệu thì kết quả của hắn nhận được là xứng đáng. Về người con trai của nạn nhân Vương Kiến Hoan, phải nói rằng Kha Ái Tân không phải là người phụ nữ tốt, nhưng cô ta may mắn vì có một người chồng tốt và một người con trai vô cùng nhân hậu. Từ khi Vương Kiến Hoan còn là một đứa trẻ, đã hết lần này đến lần khác bảo vệ mẹ mình, từ chuyện ngoại tình đến những nghi vấn trong cái chết của cha, rồi bảo vệ mẹ trước cha dượng, kể cả khi anh ta báo cảnh sát về vụ án này, cũng một phần nghĩ cho tính mạng của mẹ mình khi bị cha dượng dùng dao đuổi chém. Rồi cũng chính Vương Kiến Hoan là người đã viết đơn xin giảm án cho mẹ. Một đứa trẻ bé bỏng nhưng vốn hiểu chuyện như thế, lại phải trải qua quá nhiều tổn thương và những dằn vặt đau đớn trong quá trình trưởng thành, khó mà có thể nói hết tâm tư và nỗi lòng của người thanh niên trẻ tuổi này. Chỉ biết là sau tất cả những gì Vương Kiến Hoan đã làm cho mẹ, cách cô ta trả lại là cướp đi của cậu bé một người cha mẫu mực, khiến tuổi thơ của Vương Kiến Hoan không được trọn vẹn như những gì vốn có. Vậy là sau gần 10 năm, Vương Kiến Hoan đã lấy lại công lý cho cha mình, đồng thời cũng tha thứ cho người mẹ tội lỗi. Trong vụ án bi thảm này, tình yêu, ân, oán, tình thân và luật pháp đã được thể hiện một cách rất rõ ràng và đầy đủ. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm nút đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào 8 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.